Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Sao Bác không chỉ mặt đặt tên cho dân được biết? Phạt 31 năm tù, 4 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lập tổ giám định sửa chữa cao tốc 34.000 tỷ đồng, vừa làm xong đã hỏng. Ông Đinh La Thăng, nếu sai là trách nhiệm của mình tôi, không có đồng phạm. Cuộc chiến cân não Mỹ-Trung trước cuộc gặp cấp cao đầu tiên thời Biden. Sao Bác không chỉ mặt đặt tên cho dân được biết? Quý vị thân mến, có một điều băn khoăn là cả hai vị Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đều biết rất chính xác lãnh đạo Trump đi nước ngoài đó là ai, nhưng không ai chỉ mặt đặt tên để người dân được biết. Sao thế nhỉ? Một lần nữa, chuyện cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài lại làm nóng cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết có trường hợp chưa được chấp thuận cũng đi, có cán bộ đi nước ngoài hơn 100 ngày chỉ trong 2 năm. Trong khi theo quy định, cán bộ công chức không được đi nước ngoài quá 2 lần một năm. Nếu là doanh nghiệp, có thể vượt con số này nhưng phải báo Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là thông tin không mới, bởi việc đi nước ngoài bằng tiền ngân sách của ta không lạ mà thậm chí quen rất quen với đủ các sắc màu huyền ảo. Một ông nào đó sắp về hưu cũng đi học tập kinh nghiệm để rồi về nghỉ. Một bác nào đó ở chuyên ngành A nhưng lại đi dự hội nghị, hội thảo của lĩnh vực B rất xa lạ, cho nên không khó để dự rằng khi ngồi họp không ngủ gật là tài. Thậm chí, đoàn công tác của một bộ đi công tác nước ngoài để tranh thủ làm vài xếp côn nơi đất khách, hay vợ một vị quan đầu tỉnh phải ngậm ngùi rút khỏi danh sách quảng bá cho địa phương ở Mỹ cũng không lạ. Rồi với một tỉnh còn nghèo, hàng năm vẫn phải nhận gạo cứu đói như Thanh Hóa, mà dự chi công tác nước ngoài ở những khách sạn 700 đến 800 đô một đêm. Chuyện 2 năm đi nước ngoài hơn 100 ngày cũng không lạ bởi ông Vũ Huy Hoàng khi làm Bộ trưởng Bộ Công Thương từng lập kỷ lục với 163 ngày trong một năm. Trường hợp ông Giám đốc Lắm nói trên cũng không phải là thông tin mới bởi trước đó, hội nghị phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính. Ông Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã thanh tra toàn diện việc đi nước ngoài ở các đơn vị, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước 2 năm đi nước ngoài 106 ngày. Tuy nhiên, có một điều băn khoăn là cả hai vị Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đều biết rất chính xác lãnh đạo Trump đi nước ngoài đó là ai, nhưng không ai chỉ mặt đặt tên, người dân được biết. Sao thế nhỉ? Phạt 31 năm tù, 4 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Quý vị thân mến, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử công khai vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đồng thời tuyên phạt tổng cộng 31 năm tù đối với 4 bị cáo. Cả 4 bị cáo đều là người thân trong một gia đình, gồm Vũ Thị Kim Phượng, 51 tuổi, mức án 13 năm tù giam, 5 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Lê Văn Lạc, 55 tuổi, chồng của Phượng, 7 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Cả hai thường trú tại xã Phước Tiến, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nguyễn Thị Kim Duyên, 43 tuổi, 6 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Lê Văn Sang, 49 tuổi, chồng của Duyên, em ruột Lạc, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Cả hai thường trú ở Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước thể hiện, từ năm 2015, Vũ Thị Kim Phượng sử dụng điện thoại di động và các trang mạng xã hội để tìm hiểu và nghiên cứu về cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Quân đang sống tại Mỹ cầm đầu. Tổ chức này kêu gọi trưng cầu dân Ý trên mạng lấy 5 triệu phiếu bầu cho Đoàn Minh Quân làm tổng thống để về Việt Nam lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế vậy, từ năm 2015 đến năm 2019, Kim Phượng đã bèn xin tham gia vào tổ chức phản động này và bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để được gọi là người của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngoài điền vào đơn và sơ yếu lý lịch theo mẫu, Phượng phải chụp ảnh chứng minh thư nhân dân của bản thân, gạch chéo lên tờ tiền, đạp chân lên tờ tiền rồi dùng điện thoại di động chụp ảnh gửi đi. Với tinh thần thể hiện lòng đam mê, đến tháng 2 năm 2019, Phượng được tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chấp nhận và cấp cho mã số, bí danh để hoạt động. Từ mã số và bí danh này sẽ được vào phòng họp kín trực tuyến từ tổ chức phản động FCC.
Sau nhiều phiên họp kín trực tuyến, Phượng đã lôi kéo, thu thập thông tin cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè ở địa bàn thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập cùng nhiều tỉnh thành khác trong nước tham gia trưng cầu dân ý bầu cho Đào Minh Quân làm tổng thống. Trong số người này có Lê Văn Lạc, Lê Văn Sang và Nguyễn Thị Kim Duyên tham gia vào hoạt động đắc lực thu thập danh sách người đăng ký thành viên. Đến khi bị bắt hồi tháng 2 năm 2020, Kim Phượng được xác định vai trò chủ mưu cầm đầu, Lạc, Sang và Duyên với vai trò đồng phạm, giúp sức. Qua thời gian dài, Phượng đã thu thập danh sách đăng ký được 1.595 thành viên tham gia trưng cầu dân ý và đã được cấp mã số để bầu cho Đào Minh Quân làm tổng thống. Lập tổ giám định sửa chữa cao tốc 34.000 tỷ đồng vừa làm xong đã hỏng. Quý vị thân mến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện đề nghị của Bộ Công an về lập dự án sửa chữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để có cơ sở xác định giá trị thiệt hại. Căn cứ vào chỉ đạo nói trên, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến thành lập tổ giám định xây dựng về nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tổ giám định xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác giám định xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 6/2021, xác định nguyên nhân hư hỏng, làm cơ sở, lập phương án sửa chữa các bộ phận công trình hư hỏng tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Vụ Khoa học Công nghệ và Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải cử cán bộ tham gia tổ giám định xây dựng nêu trên. Riêng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC phải cử lãnh đạo tham gia tổ giám định xây dựng. Để phục vụ công tác xác định nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình của tổ giám định xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC tổ chức lựa chọn một đơn vị tư vấn độc lập thực hiện công tác kiểm định làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng một số bộ phận công trình. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, chi phí tư vấn kiểm định được xác định bằng cách lập dự toán theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định. Đề cương và dự toán kiểm định do chủ đầu tư phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Giao thông Vận tải. Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là hơn 34.000 tỷ đồng. Được thông xe toàn tuyến vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, riêng đoạn tuyến đầu tư bằng vốn vay GECA có chiều dài 65 km, đã được hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2017. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 36 bị can trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đây là dự án trọng điểm quốc gia có chi phí đầu tư rất lớn, nhưng khi hoàn thành đưa vào vận hành khai thác đoạn 65 km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng được biểu hiện trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành, khai thác, an toàn khi tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận xã hội. Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác minh quá trình thực hiện thi công, quản lý giám sát thi công xây dựng công trình, từ chủ đầu tư, nhà thầu thi công đến đơn vị tư vấn giám sát đã tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng nên đã tổ chức thi công, nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào khai thác không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án. Từ kết quả giám sát về chất lượng công trình xây dựng, các gói thầu xây lắp không đảm bảo chất lượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu thập hồ sơ tài liệu xác định giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo, nhưng đã được các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu thanh toán số tiền hơn 811 tỷ đồng cho đơn vị thi công dự án. Ông Đinh La Thăng, nếu sai là trách nhiệm của mình tôi, không có đồng phạm. Quý vị thân mến, Hội đồng xét xử sơ thẩm, vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án, tòa cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Đứng trước bục dành cho bị cáo, cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng nói, bản thân ông cũng như các cán bộ, công nhân viên PVN luôn nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt dự án nhà máy sản xuất, nhiên liệu sinh học. Bản thân ông luôn làm việc vì đất nước, vì nhân dân, không phụ lợi cho cá nhân, làm việc hết sức quyết liệt với trách nhiệm làm thế nào để chủ trương của Đảng, Chính phủ được đưa vào thực tiễn. Mục đích, động cơ là làm việc tốt nhất, cho kết quả tốt nhất theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Ông Thăng cho rằng trong hoạt động của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng thắng lợi tất cả. Trong nền kinh tế thị trường, đầu tư để theo mục đích có sẵn, ai cũng muốn có hiệu quả, ai cũng muốn làm đúng, để cho ra hiệu quả tốt. Đã là kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi rủi ro. Nói về cựu phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình, bị cáo Thăng trình bày, chị Bình là người có năng lực, trách nhiệm, có nhiều thành tích, hiệu quả công việc cao. Đây là trường hợp hết sức đặc biệt, hoàn cảnh gia đình chị Bình rất khó khăn nên mong hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chị Bình. Nếu vẫn quy trách nhiệm cho chị Bình, tôi xin nhận mọi trách nhiệm cho chị Bình, cả phần hình sự và dân sự.
với các bị cáo khác, ông Thăng mong hội đồng xét xử xem xét kỳ lượng hình. Việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm, nếu sai là trách nhiệm của mình tôi không bàn bạc, không có đồng phạm. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét, không cáo buộc các bị cáo khác là đồng phạm của tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi vô tội trong dự án này, bị cáo Đinh La Thăng chốt lại. Lời nói sau cùng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho biết, trong thời gian 3 năm 8 tháng bị tạm giam, ông đã trăn trở rất nhiều, cảm thấy hối hận. Thời gian còn công tác, bản thân ông luôn nghĩ trong đầu, làm gì thì làm, phải tránh xa vi phạm pháp luật, nhất là xây dựng rất dễ vi phạm. Trình bày khá dài về nội dung vụ án, cựu chủ tịch PVC đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ trước khi đưa ra bản án. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo khác trong vụ án đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, mong hội đồng xét xử xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tòa nghị án kéo dài, 16 giờ ngày 15 tháng 3, hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Cuộc chiến căn não Mỹ-Trung trước cuộc gặp cấp cao đầu tiên thời Biden. Quý vị thân mến, Trung Quốc được phía Mỹ mời sẽ có cuộc đối thoại chiến lược cấp cao với phía Washington trong những ngày tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm 11 tháng 3 trên trang web của Bộ. Ông Triệu đang nhắc nhở tới cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 đến 19 tháng 3 ở Anchorage, bang Alaska giữa hai phái đoàn dẫn đầu bởi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì. Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc sẽ có thêm những quan chức cấp cao khác như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, người vừa nhậm chức hôm 20 tháng 1. Tuy nhiên, cách dùng từ cuộc đối thoại chiến lược của ông Triệu đã trái ngược hoàn toàn với cách ông Blinken mô tả về cuộc gặp khi tham gia phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 10 tháng 3. Đây không phải là đối thoại chiến lược và thời điểm này chưa có kế hoạch nào cho các cuộc gặp tiếp theo, ông Blinken cho hay. Cuộc gặp ở Anchorage dự kiến sẽ tác động tới quan hệ Mỹ-Trung trong thời ông Biden khi hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc về mọi lĩnh vực từ an ninh quốc gia tới thương mại và kinh tế. Cách dùng từ đối thoại chiến lược cấp cao mà ông Triệu nhắc tới gợi nhớ tới các sự kiện như đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung diễn ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và đối thoại kinh tế chiến lược dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Các sự kiện này nhằm mục đích tổ chức các cuộc gặp thường niên giữa đại diện cấp cao của hai nước tại thủ đô của nhau để hiểu biết sâu sắc hơn về nhau và tránh tính toán sai lầm. Các cuộc gặp đã được đổi tên thành đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung trong thời gian Tổng thống Donald Trump tại nhiệm, nhưng nó đã bị hủy bỏ khi cuộc thương chiến nóng lên. Hoài nghi về cuộc gặp. Hiện thời, khi hai bên chuẩn bị gặp gỡ, căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong hàng loạt các lĩnh vực. Ông Blinken, người có cái nhìn cận cảnh về đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung dưới thời Obama với cương vị khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao, tỏ ra nghi ngờ về kết quả cuộc gặp năm nay. Những quan ngại do Washington đưa ra phần lớn bị Trung Quốc phớt lờ, bao gồm cả yêu cầu Bắc Kinh ngừng quân sự hóa phi pháp Biển Đông và các cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào các tập đoàn lớn của Mỹ. Tại Mỹ, nhiều người tỏ ra hoài nghi rằng cuộc đối thoại có thể sẽ chỉ giúp Trung Quốc câu giờ để có thêm thời gian nâng cao năng lực quốc gia nhằm thách thức Washington trong tương lai. Tại phiên điều trần ngày 10 tháng 3 ở Hạ viện, Hạ nghị sĩ Scott Perry đã đặt câu hỏi với Ngoại trưởng Blinken rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng hay liệu có dự tính sẽ nhượng bộ Bắc Kinh để hai bên có thể hợp tác trong các vấn đề như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hay không. Ông Blinken trả lời dứt khoát, không. Với Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi đang thúc đẩy lợi ích của Mỹ và các giá trị của Mỹ, ông Blinken nói. Đặc biệt, về mặt quân sự, ngoại giao, kinh tế, Trung Quốc có khả năng làm tổn hại hệ thống dựa trên luật lệ quốc tế mà Mỹ đã dành nhiều công sức xây dựng và hệ thống này thúc đẩy lợi ích và giá trị của người dân Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cáo buộc. Ông Triệu, trong khi đó, tung ra một bản danh sách về những điều mà Bắc Kinh cho rằng Mỹ cần làm. Chúng tôi yêu cầu Mỹ nhìn nhận Trung Quốc và một mối quan hệ Trung-Mỹ một cách khách quan và hợp lý, từ chối tâm lý chiến tranh lạnh, tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, đồng thời ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cuộc gặp nên tuân theo tinh thần của một cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, tập trung vào hợp tác, tháo gỡ sự khác biệt và đưa mối quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng và phát triển ổn định, ông Triệu nói. Ngay cả về địa điểm tổ chức, hai bên cũng có cách tiếp cận khác nhau. Điều quan trọng là cuộc gặp đầu tiên của chính phủ Biden với Trung Quốc được tổ chức trên đất Mỹ và diễn ra sau khi chúng tôi đã bàn bạc cẩn trọng với các đối tác và đồng minh châu Á và châu Âu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu hôm 10 tháng 3 về việc hai bên chọn Alaska là nơi gặp gỡ. Trong khi đó, ông Triệu nói rằng Trung Quốc đã được phía Mỹ mời tới cuộc gặp gỡ.